Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình đã mượn được một chiếc xe của nhà Kawasaki. Chiếc xe này còn bằng A2, tuy nhiên nó rất là phù hợp cho người mới bởi vì độ gọn nhẹ và cái khả năng luồn lách dễ dàng trong thành phố. Xin giới thiệu với anh em Kawasaki VK175. Ok anh em, để mà nói về cái chiếc xe này á, Kawasaki VK175, thì có một điều khiến cho anh em khá là lăn tăn, đó là chiếc xe này cần phải có bằng A2 để có thể sử dụng hợp pháp. Chiếc xe này khối động cơ của nó là 177cc, mà theo luật pháp nước mình á, trên 175cc là phải thi A2 rồi, cho nên là đây là một điều khá là lăn tăn đối với những anh em mới chơi. Tuy nhiên á, mình thấy như thế này anh em, đằng nào thì khi mà anh em mình đã chơi xe rồi á, thì thế nào cũng sẽ có một ngày anh em mình lên CC thôi. Cái việc thi A2 là cái việc hết sức là bình thường á. Và mình nghĩ là thôi thì mình cứ thi đi, đằng nào mình cũng lên mà. Mình thấy là cái vấn đề phải thi bằng A2 đối với chiếc xe này á, anh em không cần phải lăn tăn quá nhiều đâu. Cái series Kawasaki VK là một cái series nó khá là đình đám của nhà Kawasaki. Người ta còn so sánh là những dòng Kawasaki VK là Triumph của Nhật Bản gì đó. Những chiếc Kawasaki VK nó có một cái vẻ đẹp rất là trường tồn, vẻ đẹp rất là cuốn hút, mà những cái series như là VK250, VK650, VK400, VK800 là những cái dòng xe mà rất là đẹp và được rất là nhiều người yêu thích. Chiếc VK175 này là em úp trong cái series VK của nhà Kawasaki. Để nói sơ về cái khối động cơ của chiếc xe này, thì chiếc xe này nó khối động cơ của nó là như hồi nãy mình nói là 177cc, xi lanh đơn, là mát bằng gió, hộp số 5 cấp, đương nhiên là số móc nha anh em. Và chiếc xe này thực sự là một chiếc xe cổ đó anh em, bởi vì nó vẫn chưa có FI, nó vẫn sử dụng bộ chế hoạt khí. Rồi sức mạnh của chiếc xe này á, nó đạt ở mức là 12,8 mã lực, với cái mô men xoắn cực đại của nó là 13,2 Nm. Và với cái mô men xoắn cực đại 13,2 này á, thực sự chiếc xe này nó sẽ cho một cái cảm giác khá là lanh lợi trong thành phố. Tuy nhiên thì với một chiếc 177cc mà mã lực của nó chỉ có 12,8 mã lực thôi á, thì nó không phải là một chiếc xe mạnh. Nhưng bù lại anh em sẽ có những cái nước gia tốc đầu rất là ok. Nhìn vào cái dàn đầu của chiếc xe này thì anh em thấy nó như thế nào? Có ok không? Riêng mình thì mình thấy cái dàn đầu này rất là hoài cổ. Nó có cao su bọc phuộc, nhìn chiếc xe cổ điển hẳn ra ha anh em. Bên cạnh đó nó còn bảo vệ cho cái ti phuộc nữa. Rồi đi lên là một cái cụm đầu đèn halogen và khá là to, đúng kiểu là một chiếc xe thuần cổ điển đó anh em. Rồi xuống phía dưới là một cái dè, cái này là dè kim loại. Và mình thấy thiết kế của nó cũng gọi là một cái thiết kế cổ điển đơn giản bình thường thôi. Mình thấy cái xi nhan của chiếc xe này cũng khá là ok đó anh em. Nó không quá to và nó có cái thiết kế khá là cổ điển, cho nên là nếu mà anh em mua chiếc xe này về, thực sự là anh em cũng không cần phải thay xi nhan luôn. Đây là một cái xi nhan zin mà mình đánh giá là nó khá là đẹp. Đi ra phía sau của chiếc xe này thì cái xi nhan của nó cũng vậy thôi anh em. Nó cũng là cái xi nhan kiểu cổ điển giống phía trước, khá là đẹp. Và cái điểm đặc biệt mà mình rất là thích đó là cái đèn hậu chiếc xe này. Nó to nhưng mà nó lại không có thiết kế theo kiểu quá thô. Nó có những cái nét bo tròn mà khiến cho mình cảm thấy là cái đèn hậu này rất là duyên. Mình rất là thích cái đèn hậu này. Và cái về sau này, và một điều mình thấy hơi khó hiểu ở chiếc xe này, đó là cái về sau này lại là cái về nhựa, trong khi cái về đằng trước là cái về bằng sắt, bằng kim loại. Mình thì có thể là mình không biết là chủ xe đã có đổ cái về trước hay không, hay là cái về zin của nó như vậy, nhưng mà cái về sau là một cái về nhựa. Thì nếu như mà nó là một cái về kim loại thì nó sẽ ok hơn rất nhiều ha anh em. Còn đi lên phía trên này á, thì chiếc xe này đã được gắn một cái ba ga. Đây không phải là ba ga zin nha anh em, ba ga này đã được độ rồi. Và vì chủ xe có gắn cái thùng GB, cho nên là chủ xe có gắn thêm cái bát ở đây để mà có thể gắn được cái thùng GB dễ dàng hơn. Về cái phần thân của chiếc xe này á, thì mình đánh giá rất là cao. Bởi vì sao? Cái yên này rất là đẹp ha anh em. Mặc dù nó là yên zin á, là đưa từ hãng ra là cái yên nó đã như thế này rồi. Nó đã có những cái vân yên kiểu bánh mì. Và điểm mà mình rất là thích ở cái yên này á, đó là có cái tay dắt ở đây. Bởi vì bữa giờ mình làm video cho anh em xem á, rất là nhiều xe, thậm chí là chiếc Royal Enfield 650 của mình, nó cũng không có cái tay dắt ở giữa như thế này. Đây là một cái chi tiết mà khiến chiếc xe này trở nên rất là cổ điển. Bởi vì những chiếc xe ngày xưa tiêu biểu như là chiếc Honda CB400 SS, CL350 hoặc là VK của Kawasaki kiểu thuần cổ điển thì đều có những cái tay dắt như thế này. Và đây là một cái đồ để dắt xe,
để anh em có thể dắt xe thoải mái dễ dàng hơn ha. Và đây là cái điểm mà mình rất là thích ở cái yên này, nó rất là cổ điển. Nếu mà mình có tiền mình làm lại cái yên xe của mình thì chắc mình sẽ thêm cái yếu tố này vào, khiến cho cái yên xe của mình nó trở nên cổ điển và đẹp hơn rất nhiều anh em ha. Còn về bình xăng của chiếc xe này á, thì bình xăng này nó là bình xăng kim loại. Bình xăng của chiếc xe này chứa được 13,7 lít với cái mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố nhà sản xuất là 2,3 lít cho 100 km, thì vị chi ra là tầm 40 mấy km một lít á. Thì mình thấy là độ tiêu hao nhiên liệu như thế này rất là ok, anh em sử dụng để đi thì rất là lý tưởng để đi trong thành phố nè, đi tour cũng ok nè. Tuy nhiên đó chỉ là công bố nhà sản xuất thôi, cho nên là nó chỉ mang tính tham khảo thôi nha anh em. Chiều cao yên của chiếc xe này là 780mm, thì bây giờ mình cao 1m69, mình sẽ ngồi thử cho anh em xem ha. Ngồi rất là thoải mái luôn á anh em, hai chân của mình là hoàn toàn là chạm đất. Tuy nhiên á, cái yên của chiếc xe này nó hơi bè, nó sẽ hơi khiến cho hai cái chân của mình nó bè ra hai bên. Và cái yên á, nó có một cái phần nó bị nhô lên, nó ôm vào cái bình xăng, cho nên là nếu anh em ngồi sát vào cái bình xăng á, thì cảm giác là nó sẽ bị cao hơn so với cái vị trí chủng ở phần yên xe. Vị trí mình đang ngồi thế này là cái vị trí chủng nè, và mình ngồi khá là thoải mái, chiếc xe cũng khá là nhẹ. Theo công bố thì trọng lượng của chiếc xe này là 126kg, thì nó nhẹ hơn chiếc GPX 150S mình từng làm review cho anh em, và nó nhẹ hơn chiếc Honda CB 150 Versa luôn, 177cc mà nhẹ hơn trọng lượng của hai chiếc 150cc. Đó là một con số rất là ấn tượng. Ồ, anh ngồi anh thấy sao? Hai yên ngồi gì thoải mái không? Ngồi chở người gì thoải mái không? Anh thấy thoải mái thầy. Ý là chị chờ chị Ba An cũng thấy thoải mái bình thường hả? Thoải mái đúng không? Không chật đúng không? Là nó có dư yên không ta? Hay là anh? Nó không dư yên, anh cũng khá vừa đó. À vậy yeah. Ok, đó thì như anh em thấy là cái yên này là yên khá là dài, và thậm chí chở hai người đàn ông cũng rất là thoải mái. Cho nên là chiếc xe này anh em cứ thoải mái là chở bạn gái hay chở vợ đi xa rất là thoải mái nha, không có vấn đề gì đâu. Ok anh em, di chuyển lên bên trên cái phần trên này là cái phần mà khi mà anh em mình lái xe, anh em mình tiếp xúc nhiều nhất đúng không? Thì chiếc xe này á, nó có những gì hay ho. Thứ nhất, cụm công tắc của chiếc xe này á, có độ hoàn thiện rất là cao. Bên Kawasaki họ có điểm nhấn vào những cái ô tròn trên những cái nút, thì mình thấy cái chi tiết này rất là hay. Tuy nhiên, cụm công tắc này có một điểm chưa được ưng ý lắm đối với mình, đó là nó không có công tắc đá pha. Tiếp theo, mình rất là tiếc là ghi đông của chiếc xe này nó không phải là ghi đông zin. Ghi đông này đã được thay rồi, cho nên là cái tư thế lái nó khá là cao, khá là rộng, khá là thoải mái. Xin lỗi anh em nếu như mà mình không thể đưa cho anh em được một cái trải nghiệm lái hoàn toàn zin thì rất là đáng tiếc. Tuy nhiên thì với cái chiếc xe ở đây mình có thì ghi đông này cũng khá là thoải mái, và cũng có thể sẽ là một cái option để anh em có thể lựa chọn cho chiếc xe của anh em sẽ định mua ha. Thì cùm côn và cùm thắng này là của Racing Boy, thì cho cái trải nghiệm bóp côn khá là nhẹ, mình cảm giác là nó nhẹ ngang ngửa với chiếc SSR155 mình đã từng review cho anh em á. Đáng lưu ý nhất ở chiếc xe này đó là cái cụm đồng hồ của chiếc xe thì nó cũng đẹp, đủ dùng. Tuy nhiên rất là đáng tiếc là nó không có báo xăng và báo số. Báo số mình có thể bỏ qua, tuy nhiên báo xăng là một điểm mà mình thấy là nên có ở những chiếc xe hiện đại đời mới ngày nay. Bởi vì nếu mà không có báo xăng á, mình sẽ rất là khó để mà canh. Thì đương nhiên là anh em sẽ có thể nói là mình sẽ có những cái nút vặn ở bên dưới bình xăng để mà ví dụ như mà hết thì mình sẽ có một cái khoảng xăng dự trữ để mình đi đổ. Tuy nhiên thì nếu như có cái báo xăng thì nó sẽ rất là tiện lợi. Ngoài cái báo xăng thì cái cụm đồng hồ này nó cũng khá là đầy đủ thôi. Không có báo vòng tua nhưng mà có báo km, có odo, có báo mo và xi nhan và đèn pha. Thì đó là những cái thông tin khá là cơ bản của chiếc xe. Thì cá nhân mình thì mình đánh giá là cái độ hoàn thiện của đồng hồ này khá là ok, cũng khá là đẹp đó anh em. Nếu như anh em mua về đổ thì có thể giữ lại cái đồng hồ này. Theo mình thấy thì nó khá là đẹp. Mình hay nói là mình nên thay những cái đồng hồ nhỏ hơn. Tuy nhiên chiếc xe này á, nó thiết kế theo kiểu là bình xăng rất là to. Bình xăng rất là to nha anh em. Và cái đầu đèn á, nó cũng khá là lớn nữa. Cho nên là khi mình nhìn vào cái tổng thể ở cái vị trí mình ngồi á, thì cái đồng hồ này nó lại khá là cân đối, nó không hề quá to so với chiếc xe. Dàn chân của chiếc xe này là một cái dàn chân cơ bản và khá là cổ điển. Điểm nói lên được cái sự cổ điển á, đó là cái bộ vành căm. Mà nó thích cái vành căm của chiếc xe này đã được sơn đen sẵn rồi, nhìn nó khá là chắc, khá là khỏe khoắn nhưng mà nó cũng rất là cổ điển. Thì cái size lốp của chiếc xe này á, nó là 80-117 bánh trước và 190-17 bánh sau, cả hai đều là 17-17. Thì với cái size lốp này á, anh em rất là dễ để có thể lên bất kỳ các size lốp khác. Ví dụ như anh em có thể lên lốp trước là 100, lốp sau là 120
hoặc là anh em lên cả trước và sau là lớp size 417 thì đó sẽ là những cái option rất là lý tưởng để anh em độ cho chiếc xe này ha. Ngoài cái ngoại hình của chiếc xe ra thì cái dàn thắng của chiếc xe này cũng đủ dùng thôi anh em. Phần trước nó là sử dụng thắng đĩa, không có ABS, và phần sau sử dụng phanh tay chống. Thì mình khá là đáng tiếc, bởi vì nếu như nó là hai thắng đĩa nó sẽ ok hơn, và nếu như nó có ABS thì nó sẽ càng ok hơn nữa. Bởi vì theo mình thì ABS giống như là một cái option mà gọi là mặc định nên có ở những chiếc xe, dù có chiếc xe nó chạy nhanh hay chạy chậm thì có ABS nó vẫn an toàn hơn rất nhiều ha anh em. Và ống xả thì chiếc xe này đã thay đổi ống xả rồi anh em, không phải là ống xả zin. Tuy nhiên ống xả zin thì nó cũng ok để mà cho ra cái âm thanh nó hay hơn, thì cái ống xả này sẽ là một cái lựa chọn rất lý tưởng. Anh em để ý thì cái ống xả này á rất là quen đúng không? Bởi vì ống xả này cũng được dùng trong chiếc Husky 125 độ CB400SS mà mình từng làm video cho anh em xem đó. Với cái tông đen hết full xe như thế này thì cái ống xả màu đen nó cũng khiến cho chiếc xe nó đi vào cái màu sắc nó rất là đẹp. Khá là lực đó anh em, khá là lực. Đương nhiên là cái lực máy này là nó hơn chiếc Versa 150 rồi. Wow, cảm nhận đầu thôi, bây giờ mình sẽ thử lại từ số 1 xem thử nó đòi số sớm không nha. Rồi 20 mấy km mới đòi số 2 nè, 40 mấy mới đòi số 3 nè. Số 3 quãng số không hề đòi sớm nha anh em. Nếu anh em mà không có kéo căng ga thì mình nghĩ là chỉ đó số 3 thôi là anh em nó có thể đi thoải mái ở thành phố rồi. Hồ số chiếc xe này qua nó cũng rất là thoải mái, nó rất là mướt, mình chưa thấy cái độ bị khựng lại hay là bị kẹt số từ lúc mới test đến giờ ha. Lát nữa mình dừng đèn đỏ mình test thử cho anh em xem. Còn anh em thấy sao về góc đánh lái chiếc xe này? Đó như mình nói, là vì cái bình xăng khá là to nè, cho nên là cái đồng hồ nhìn nó cũng không có bị to, thành ra là nó khá là vừa vặn. Đó như hồi nãy mình nói anh em á, là cầm công tắc nè, nó có mấy cái chấm chấm nè, cảm giác rất là đã, rất là nó có cái điểm riêng so với những cầm công tắc khác á. Và cái này á, để cho khiến cho cái tay của mình nó bám hơn khi mà bấm vào cái nút này. Mặc dù thực sự là mình cũng không có cần nó bám cho lắm ha, nhưng mà nó cũng là một cái điểm nhấn khiến cho cái cùm công tắc này trở nên nhìn nó thú vị hơn. Rồi cái cùm côn này là cùm của Racing Boy, thì thực sự là mình bóp rất là nhẹ đó anh em, cái khoảng côn cũng ngắn nữa. Rồi bây giờ mình đang là số 1 nè, mình sẽ về mò cho anh em xem thử ha. Nó về thì dễ, nó không có bị nhảy qua số 2, nhưng mà nó không có cho cái cảm giác phản hồi tốt lắm. Có nghĩa là nó không có một cái khựng lại khi mà mình về N anh em. Lại thử lần nữa xem sao. Đúng là nó không có cho lại cái sự phản hồi tốt đó anh em. Một điểm trừ cho chiếc xe này ở cái hộp số nha. Có thể là xe những chiếc xe khác nó sẽ qua số tốt hơn chiếc xe này, nhưng mà đó đây là cái cảm nhận của mình trên chiếc xe này thôi. Thì nhớ anh em chạy với cái 175 mà có xem video của mình thì đừng có chửi mình nha. Thì hãy cho cái phần bình luận bên dưới là xem thử là chiếc xe của anh em nó có giống chiếc xe này mà mình đang test hay không, nó có bị cảm giác phản hồi kém như thế này hay không ha. Còn những cái quãng số khác thì mình thấy khá là ok, qua số cũng mượt mà, nó không có bị kẹt. Còn về gương hậu thì mình thấy nhìn cũng khá là dễ nhìn đó, tầm nhìn khá là rộng. Công nhận là cái lực máy số 1, số 2 chiếc xe này rất là đã nha anh em. Còn phục sau thì mình chưa đi vào cái đường off-road cho nên mình cũng không biết là nó có dở hay không nữa. Nhưng mà tại thời điểm này mình đang test thì mình thấy là khi mà mình đi qua mấy cái đoạn sóc của ổ gà thì
Thôi nãy giờ cũng đi qua một vài chỗ ở trên đường ở Mai Chí Thọ nhưng mà mình không có cảm giác gì hết. Chắc là phục không biết phục dinh nó như thế nào, nhưng mà cái phục IAS mà chủ xe đang gắn trên chiếc xe này á thì khá là ok. Về chiếc yên của chiếc xe này thì cảm giác ngồi khá là thoải mái nha anh em. Nó không có bị trượt. Cái vân yên của chiếc xe này nó khá là tốt. Nếu mà so với chiếc Royal Enfield 650 của mình, thậm chí là nó còn hơn nữa. Độ hoàn thiện nó cao hơn nhiều. Cái yên của mình ngồi nó trơn lắm anh em. Ngồi nó không có cảm giác là được cố định trên cái yên á. Còn chiếc xe này thì tư thế ngồi khá là ngon. Rồi, như anh em có thể thấy là hồi nãy mình mới test max speed của chiếc xe này 5 số. Thì thật sự là cái độ vọt của chiếc xe này ở những cái nước số đầu rất là ok. Rất là ok nha anh em. Nhưng mà chỉ tầm đến tầm 75 thôi là mình thấy cái lực ga nó không còn lên nhiều nữa rồi. Và khi mà chạm ngưỡng 100 thì mình cảm giác là hầu như là nó không còn lên nổi nữa. Nếu mà như vậy thì cái lực máy của chiếc xe này á, nó chỉ có ngang bằng hoặc là thấp hơn một xíu so với chiếc CB150 Versa nha anh em. Đồng ý là cái đề ba của chiếc xe này rất là tốt. Đề ba của chiếc xe này mình cảm giác là nó tốt hơn chiếc Honda 150 Versa. Nhưng mà về cái nước hậu á, thì chiếc xe 150 Versa làm tốt hơn. Rồi thứ hai á, là mình thấy là cái phuộc chiếc xe này nó không tốt như mình nghĩ. Hồi nãy mình chạy lên cái tốc độ đó thì mình cảm giác là cái phần đầu nó hơi đảo. Và khi mà mình bay qua cái ổ gà, cái sườn dốc mà mình đáp xuống á, thì mình cảm giác là chiếc xe nó đảo. Nó không có được cái độ đầm chắc như là chiếc Honda 150 Versa ha. Khá là đáng tiếc. Vậy là cái dàn phụ của chiếc xe này là nó không tốt bằng CB150 Versa rồi anh em. Tuy nhiên thì mình khá là thích cái bình xăng này. Nó rất là to, rất là đẹp. Nếu mà dùng cái bình xăng này mà độ cà phê racer là hết bài luôn đó anh em. Về cụm công tắc chiếc xe này thì như hồi nãy mình nói đáng tiếc ha, nó không có cái nút đá pha ở đây. Nếu mà có cái nút đá pha ở đây thì chiếc xe nó sẽ gọn gàng hơn, nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Rất tiếc là nó không có cái nút đá pha. Lực máy chiếc xe này thực sự là mình không có chơi vào đâu được đó anh em. Ok lắm, nhưng mà lên đến tầm 7 mấy là nó không còn lực nữa rồi. Khá là đáng tiếc. Thêm nữa là cái dàn treo của nó không có ngon như mình nghĩ. Nên là trải nghiệm lái của nó không được tối ưu lắm. Tuy nhiên thì với cái lực máy này thì đi trong thành phố hay là đi tour để mà anh em vượt xe thì nó cũng khá là dễ dàng ha. Ok anh em, bài đánh giá của mình về chiếc Kawasaki VK175 hôm nay chỉ đến đây thôi anh em. Hy vọng anh em sẽ có những cái thông tin hữu ích về chiếc xe này cũng như cái trải nghiệm lái mà mình đã đưa cho anh em ha. Thì theo mình á, mình thấy đây là một chiếc xe khá là đáng chơi. Nếu như mà anh em chưa có chiếc xe con tay nào á, thì chiếc xe này sẽ là một cái lựa chọn rất là lý tưởng. Bỏ qua cái việc là anh em phải thi bằng A2, bởi vì theo mình á, thì đằng nào mình lên CC thôi thì tại sao mình không thi A2 sớm luôn, rồi mình chơi chiếc xe này cho nó ngon. Nếu mà so chiếc này và chiếc Bridgestone hoặc là chiếc GPS thì mình thấy chiếc này thực sự đáng giá, bởi vì nó là xe của Kawasaki, một chiếc xe khá là bền bỉ. Thứ hai là mức giá của nó chỉ trên đâu đó là 5 đến 10 triệu thôi. Hoặc là thậm chí nếu anh em mua xe cũ thì chiếc xe này nó chỉ có giá là 50 mấy triệu thôi. 5x cho một chiếc xe cũ thì anh em sẽ rất là dễ tìm mua. Và khi mà anh em sở hữu chiếc xe này á, thì mình nghĩ là anh em sẽ cảm thấy bị nó khuất phục, bởi vì nó nhìn rất là lịch lãm. Theo mình thì nó đẹp hơn chiếc Bridgestone và chiếc GPS. Đó là ý kiến cá nhân của mình thôi. Mong là những anh em fan của Bridgestone và GPS không có ném đá mình ha. Và ok, thì anh em thấy sao? Anh em có lựa chọn chiếc xe này làm chiếc xe con tay đầu tiên của anh em hay không? Và nếu anh em thấy video này hay thì hãy cho mình xin một like, một subscribe và ấn vào nút chuông bên cạnh để theo dõi những clip tiếp theo của mình nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. See ya.